Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với xe hơi cũ Thắng Cảng. Hôm nay Thắng sẽ đi báo giá nhanh một số mẫu xe qua sử dụng đang được công ty chào bán để cho anh chị chúng ta tham khảo. Chiếc đậu trong showroom này là Camry 2.5Q 2019 nha anh chị. Xe đi được 78.000 cây, đang được chào bán mức giá là 1.098.000.000. Camry 2.5Q 2019 màu đỏ. Chiếc đậu trong showroom. Và phía trước này là một số xe khác. Những xe này đã hoàn thiện khâu kiểm tra chất lượng và làm đẹp nha anh chị. Anh chị lên coi xe được thì chúng ta có thể nhận xe về ngay luôn. Mỗi ngày thì bên công ty hoàn thiện đâu đó 2-3 xe hai hàng nha anh chị. Thắng sẽ đi hàng phía trước. Đây là mẫu Fortuner máy dầu số sàn 2020. Xe đi được 54.000 cây, chào bán mức giá là 990.000.000. Xe màu trắng, mang biển số thành phố. Mẫu xe này mang biển số thành phố cho nên anh chị nào chúng ta đang có hộ khẩu thành phố á, chúng ta mua thì tiết kiệm được 20.000.000 tiền biển số. Không cần phải bấm biển số mới nha, ta sang tên thôi. Fortuner máy dầu số sàn 2020 990.000.000. Chiếc này thì có khách cọc rồi. Đây là chiếc máy xăng Fortuner 2017, máy xăng số tự động một cầu. Xe đi được 57.000 cây, chào bán mức giá là 867.000.000. Xe màu bạc. Xe này thì mang biển số Phú Quốc nha anh chị. Máy 2.7, công nghệ động cơ là Dual VVT-i, xe nhập khẩu Indo. Anh chị cần một chiếc xe máy xăng ta đi gia đình thì có thể lựa chọn chiếc này, 867.000.000 nha. Hyundai Santa Fe 2021 đi được 18.000 cây. Đây là bản xăng 2 cầu Premium. Chiếc xe lướt, giá chào bán là 1.217.000.000 nha. Toyota Rush 2018 1.5G, số tự động 7 chỗ, xe nhập khẩu Indo. Công nghệ động cơ là Dual VVT-i, sản xuất 2018, đi được 52.000 cây. Chào bán mức giá là 590.000.000. Xe màu trắng. Mẫu này thì cùng phân khúc với mẫu Rush này, anh chị có thể lựa chọn Veloz hoặc là Suzuki XL7 hay là Mitsubishi Xpander. Những mẫu xe cùng phân khúc với mẫu Toyota Rush nhập khẩu Indo, máy 1.5 số tự động 7 chỗ. Rồi Ford Focus 2012, đây là bản 1.8 AT số tự động nha, đi được 147.000 cây, giá là 295.000.000. Ford Focus. Toyota Yaris 2020, xe đi được 13.000 cây, chào bán mức giá là 637.000.000. Chiếc xe lướt còn bảo hành toàn quốc nha anh chị. Màu trắng, đi được có 13.000 cây thôi, 2020, 637.000.000. Camry 2.5Q 2016, đi được 105.000 cây, giá chào bán là 777.000.000 nha. Xe này hôm trước là 788.000.000 mà bên Thắng đang giảm 11.000.000, còn đúng 777.000.000 nha anh chị. 2.5Q 2016, động cơ mới, Dual VVT-i, màu đen. Rồi phía sau này dòng 7 chỗ, có Fortuner, máy dầu số sàn nhập khẩu 28, đi được 52.000 cây, giá là 933.000.000. Xe màu đen. Xe này thì đi gia đình, không có chạy kinh doanh dịch vụ, 933.000.000, còn vay được 3 năm, 70% giá trị xe, nếu anh chị tâm muốn vay nha. Fortuner 2010, máy xăng 2 cầu, số tự động, đi được 110.000 cây, giá là 447.000.000. Những chiếc xe Fortuner giá rẻ để cho anh chị ta mua thẳng luôn, không có cần phải vay ngân hàng nha. 447.000.000 anh chị. Đây là Innova số tự động 2020, đi được 45.000 cây, giá là 806.000.000. Hôm trước là xe này là 816.000.000, đang được giảm 10.000.000, còn lại 806.000.000 nha. Innova số tự động 2020, đi được 45.000 cây, màu trắng ngọc trai. Fortuner máy dầu số sàn 2017 nhập khẩu Indo, đi được 75.000 cây, giá là 857.000.000, xe màu xám lông chuột nha anh chị. Cái màu này cũng khá đặc biệt và ít những cái xe mà chạy ngoài đường. Thông thường thì anh chị thấy Fortuner có màu bạc nè, màu đồng hay là màu trắng, màu xám lông chuột cũng hiếm nha. Và cái mặt ca lăng phía trước á, thì được chủ sơn lại màu đen, nhìn nó cá tính hơn. Bình thường của nó là màu bạc nha anh chị. 2017 máy dầu số sàn 75.000 cây, giá là 857.000.000. Fortuner 2012 phiên bản TRD Sportivo, máy xăng 2 cầu,
đi được 125.000 cây, giá là 510 triệu nha. 22 máy xăng 2 cầu Sportivo 510 triệu. Rồi hai chiếc xe Innova số tự động, chiếc là 27 và chiếc 2020. À, chiếc 27 này đi được 43.000 cây, giá là 677 triệu. Còn chiếc 2020 đi được 115.000 cây, giá 747 triệu nha. À, hai chiếc xe Innova 2.0G. Và sáng nay thì bên Thắng vừa hoàn thiện một chiếc Camry nữa. Camry 2.0G 2020. À, xe đó thì đi được 23.000 cây, giá là 945 triệu. À, màu đen. Và đó là một số xe mà công ty đang chào bán. Anh chị đang quan tâm mỗi xe nào gọi cho Thắng, Thắng tư vấn cụ thể hơn về xe cũng như là tư vấn về ngân hàng nếu anh chị chúng ta cần mua trả góp. Ngoài ra thì bên Thắng có chương trình trao đổi xe cũ lấy xe cũ, hoặc là trao đổi xe cũ lấy xe mới nữa. Anh chị chúng ta đang có những chiếc xe mà chúng ta muốn nâng cấp thì cứ liên hệ với Thắng và Thắng sẽ tư vấn cái chương trình để cho anh chị có được một cái ưu đãi tốt nhất và nhanh gọn an toàn nhất nha. Rồi, Thắng xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau.